Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Cắt Giấy Tranh của mình nhé. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau gấp một chú gấu rất là dễ thương. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một hình vuông nhé. Mình sẽ cắt giấy này hình vuông với độ dài là 15 cm nha các bạn. Mình sẽ cắt một hình vuông có độ dài là 15 cm. Khuôn mặt của võ tài mình sẽ sử dụng cây bút chì màu xanh da trời để làm tô. Thì khuôn mặt là những lần được vật mình sẽ tô thật là nhẹ nhé. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng một hình vuông chưa? Chúng ta hãy cùng nhau gấp nhé. Trước tiên các bạn hãy gấp đôi tờ giấy này lại. Tiếp theo các bạn gấp đôi tờ giấy lại một lần nữa. Như vậy các bạn mở ra sẽ có hai cái đường nếp gấp thế này. Các bạn hãy gấp thêm một đường nữa nhé. Các bạn mở ra là sẽ có một đường nếp gấp nữa. Các bạn gấp phần này nhỏ lại một lần nữa nhé. Các bạn quay dọc tờ giấy nhé. Các bạn thấy đường gấp giữa ở đây không ạ? Các bạn gấp đôi lại. Các bạn mở ra và thấy một đường gấp này đúng không ạ? Các bạn gấp một ít ở bên dưới này thôi. Các bạn lại quay tờ giấy tiếp và cũng tương tự các bạn hãy gấp giống như lúc nãy. Gấp cái đường nếp gấp giữa và chỉ gấp một ít phần bên dưới này thôi. Và tiếp theo mình sử dụng màu xanh để tô màu cho cái phần tiếp theo. Các bạn hãy quay ngược tờ giấy và cũng tương tự lúc nãy gấp đôi một đường to. Sau đấy chỉ gấp một đường nhỏ nữa thôi. Ở các đường nếp gấp này. Và tiếp theo là màu đỏ và màu vàng cho cái cánh phía trên. Các
bạn mở ra nhé. Rồi mình sẽ xoay. Tiếp theo là màu cam. Mình sử dụng chì màu cam này để tô màu cho cái phần cánh phía dưới. Mở cái phần góc đi nha các bạn. Chào tất cả các bạn đã đến với channel YouTube tô màu cho những bức tranh của mình. Và hôm nay cùng mình tô màu cho bức tranh của mình là cây táo nha. Tiếp theo là màu rất nhiều trái táo của chị. Và mình sẽ mở cái góc bên này nó dễ. Cam. Bây giờ mình sẽ sử dụng những cây bút chì màu của mình để tô màu cho bức tranh này. Hãy cùng theo dõi video của mình. Trước tiên mình sẽ tô màu cho phần thân của cây táo này trước bằng cái bút chì màu đầu của mình. Thân cây rất là to. Phần thân này thì mình sẽ tô màu nâu. Tương tự bên này cũng làm như vậy nha các bạn. Gấp chéo. Để tô màu cho cái phần cần đuôi của cây. Và sau đấy các bạn quay ngược lại tờ giấy. Tiếp theo mình sử dụng màu nâu để tô màu cho cái phần này, cái phần móng chân của chú vẹt này. Các bạn thể lấy các phần nếp gấp này, các bạn quay ngược lại tờ giấy nhé. Các bạn gấp một đường thân vào như thế này. Và càng lên cao thì thân mình sẽ càng mỏng. Thì mình sẽ tô thật cẩn thận để cho nó không bị len ra phần lá. Mình sử dụng màu vàng. Và khi màu lên cái phần lá là xấu. Mỏ của cái. Và chúng ta cũng còn tô màu cho phần quả phần lá này phía sau. Đây là bức tranh cây táo khá là nhiều quả. Các bạn gấp thêm một đường nữa nhé. Và mình đã sử dụng màu vàng để tô màu cho cái phần mỏ trên của chú vẹt này ở Nam Mỹ này nhé. Phần bên này các bạn hãy quay ngược lại tờ giấy và gấp ngược lại cái phần nếp gấp này nha các bạn. Đã tô màu xong cái bức tranh cho chú vẹt này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của mình. Nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Và sau đấy chúng ta hãy lật ngược lại tờ giấy. Và gấp thêm một đường này nữa. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh lá để tô cho những cái lá cây này trước. Khá là nhiều lá và rất là nhỏ. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với các bạn quay ngang cái phần này ra. Và trên tay mình đây là một cái bức tranh về một chú chim ngọ kiên. Và chúng ta đang bón tiếp tục bên này vậy nha các bạn. Và chúng ta cùng nhau đi vào tô màu cho bức tranh rất là tranh chú chim ngọ kiên này nhá. Để tô màu cho bức tranh này thì mình sẽ sử dụng những lá chì màu này để tô màu cho cái bức tranh của chúng ta. Các bạn đã gấp được đến đây chưa? Tiến này thì mình sẽ sử dụng màu ở cái phần gân giữa này, các bạn thấy không ạ? Màu hồng để tô màu. Các bạn gấp đôi lại nhé. Cái màu của chú chim ngọ kiến này nhé. Mình gọt bút chì này một chút này.
bạn quay tờ giấy này lại để gấp cho dễ hơn. Cái phần đường chéo này. Những cái lá cây này thì mình muốn tô màu xanh thì không muốn để ở phần đỉnh này các bạn hãy gấp cho mình một đường chéo nhé. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây để tô màu cho cái và phần trên cây thì đầu của chim này, quả táo thì vậy thì sẽ tô màu đỏ bên ngược lại này. Cái phần gốc này các bạn hãy gấp lên nhé. Mình sẽ tô một ít màu đỏ và xen kẽ cái đấy là những khoảng áo màu vàng. Cái phần này các bạn hãy gấp lại. Gấp một góc nhỏ như này để cố định lại cái phần mình vừa gấp nhé các bạn. Một màu rất là đặc biệt. Và cái này cũng sẽ làm cho tai của chú gấu nó được tròn hơn. Hay là màu xanh này. À, cho mình xuống dùng màu xanh dương này đi để tô màu cho cái bên này cũng tương tự nhé các bạn. Chú chim này. Các bạn gấp đến đây chưa? Chúng ta hãy quay ngược lại. Các bạn đã thấy cái hình của khuôn mặt của chú gấu chưa các bạn? Và giờ mình sẽ dùng bút để trang trí cho khuôn mặt của chú gấu này nha các bạn. Chú sẽ có đôi mắt tròn. Và cũng như là che đi những cái phần trắng mà khi nào tiếp theo mình tô màu dùng màu vàng tô màu được cái đuôi cho các đấy trên chim mình. Và một chiếc mũi nha các bạn. Sẽ vẽ lông mày cho chú gấu. Các bạn cẩn thận không là sẽ bị lem mực ra ngoài nhé. Và mình sẽ vẽ thêm một cái râu như này nữa thì chú gấu của chúng ta nó sẽ được đẹp hơn. Và mình đã hoàn thành xong cách gấp gấu rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên subscribe và chia sẻ kênh của mình nhé. Và mình sẽ tô màu đỏ cho quả táo này. Bye bye. Để cho màu của quả táo này trở nên rực và đẹp hơn nữa.